Hello， 大家好，我是素素。大家好，我是海燕。欢迎收看《飞跃世界》Go。海燕，说到炎热夏天哈，人们最常去的地方就是游泳池了。对，而且哈，每到这个时间，游泳池都是人山人海的。People mountain, people sea， 人山人海啊！你别再献你的菜英文了，我们叫越南语啊。嗯，好的。啊，那我们赶快来教大家吧。嗯，bơi lội có ích cho sức khỏe, lại có thể giữ thân hình thon thả. Bơi lội có ích cho sức khỏe, lại có thể giữ thân hình thon thả. 游泳有益健康，又可以维持身材苗条。对，身材苗条。好，里面哈 ，bơi lội 就是游泳 ，có ích。有益，很像吧？身体健康，来就是又，那再来哈，có thể就是可以，giữ维持thân hình thon thả身材苗条，这个很多女生很喜欢哦。对，海燕，你会游泳吗？当然会啊！你看，我会很多那个蛙式啊，然后。那个仰式啊，蝶式啊，自由式，很厉害吧？真的好厉害，好强啊！那蛙式，越南语怎么讲？bơi ếch， bơi ếch， 啊，仰式啊 ，bơi ngửa， bơi ngửa， 然后蝶式 ，bơi bướm， 这样啊，然后自由式 ，bơi tự do， bơi tự do， bơi ếch 呢 ，bơi ngửa 呢 ，bơi bướm， bơi tự do。Trời nóng quá, mình đi bơi đi. Bơi lội có ích cho sức khỏe, lại có thể giữ thân hình thon thả. Nhớ nhắc em mang theo cái phao nha. Khỏi, anh thấy em có cái phao trên người rồi. Trời nóng quá, mình đi bơi đi. Thiên khí hảo rỡ, 我们去游泳吧. 里面哈, 就是天气, 浓就是好热. 好, đi bơi.就是去游泳。bơi lội có ích cho sức khỏe, lại có thể giữ thân hình thon thả. 游泳有益健康，又可以维持身材苗条。其中sức khỏe 就是健康， thân hình thon thả 身材苗条。Nhớ nhắc em mang theo cái phao nha. 记得要提醒我带游泳圈哦，nhớ 就是记得，游泳圈cái phao。Hỏi anh thấy em có cái phao trên người rồi。不用，我看你身上就有一个游泳圈了。其中哈，刚刚哈，游泳圈就是cái phao，大家可以学一下。好，现在我们来快速复习。好 bơi lội có ích cho sức khỏe, lại có thể giữ thân hình thon thả. Bơi lội có ích cho sức khỏe, lại có thể giữ thân hình thon thả. 游泳有益健康，又可以维持身材苗条。其实哈 ，bơi lội 游泳是一个很好的一种运动，对，可以减肥。对，然后小朋友就可以长高。所以我们常常要记得要 bơi lội， 好不好？bơi lội 哈 ，bơi lội 就是游泳。那我们女生就很喜欢身材苗条，也可以去 bơi lội。那大家要记得把哈这个很好用的一个运动哈，这个 bơi lội 要学起来。如果有任何问题的话，可以写 email 给我们，也要记得按赞加订阅哦。我是素素，我是海燕，谢谢收看，拜拜。